Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu tiến hành sửa một con ốc đi nanomax nhé. Trước tiên thì con ốc đi này bị câm, gia chủ mang đến thì mình cũng chưa biết nó bị bệnh gì. Trước hết bây giờ chúng ta quay đi lại. Chúng ta thử cầu chì. Rồi, hiện tượng cầu chì đã đứt. Gọi là qua khám xét bên ngoài như vậy. Đấy, thì có thể mọi người nhìn không rõ lắm, nhưng tôi sẽ thử cho mọi người xem. Giờ cầu chì đã đứt, kiểm tra. Qua khám xét bên ngoài thì tạm kết luận là âm ly này một. Bây giờ chúng ta tháo ra và kiểm tra tiếp thì mới biết được. Tuy nhiên video của mình quay hơi khó chút, nhưng anh em mình sẽ cố gắng theo dõi. Nhưng theo mình thì mình chưa tháo ra, nhưng mà mình dự đoán là 70% là chết sò, còn 30% còn lại là chết nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo thử ra xem rốt cuộc là nó bị sao. Và nhân tiện chúng ta nhìn sơ bên trong xem dòng nanomax này nó như thế nào. Thực sự con âm ly này mình cũng vừa mới nhận, mình cũng chưa biết nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra thử xem. Chạy 8 con sò. Nói chung giá 12 đô mà với bụng lòng này thì cổ nhìn cũng được và cũng không có gì, tạm ổn. Vâng, 8 sò này chạy với con biến áp là 15A, cục biến áp 15A. Nói chung là cũng tương đối là cân đối. Công suất chạy 8 sò thì đầu tiên thì cũng nói sơ với mọi người là những anh em nào chưa biết thì thường là âm ly hai mặt, một mạch music và một mạch master. Bên dưới này sẽ là mạch music và cái mạch này sẽ là mạch chỉnh mixer. Đấy, như mọi người nhìn thấy đây, mạch mixer 1 2 3 4 5 6 7 8, mạch music chạy 2 con 4 5 5 8. Đây là đường tín hiệu nhạc bắt đầu đi vào đây. Xong cái lọc qua mạch music nó sẽ chạy vào mạch master và công chỉnh. Cuối cùng đi vào mạch công suất làm sao cho phù hợp. Cái âm ly này dùng cái mạch eco thì eco gì? Eco này không phải hàng xịn. Nói chung hàng này nhồi nhét vào thì cũng không có gì, nói chung với giá 12 đô thì nó cũng chỉ đến vậy thôi. Và do là quay video nên cái góc làm việc nó hơi khó một tí. Vâng, mình đã thay xong và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành thử xem mạch này đã chạy chưa. Thì để tiến hành xem mạch có chạy hay không thì chúng ta sử dụng bật cho mình về nấc 10V AC. Và kẹp vào đây. AC thì không cần âm dương nhé các bạn. Kẹp vào đây. Đây sẽ là dây tín hiệu vào của dây tín hiệu vào nó sẽ câu vào đây và mình sẽ thử cho mọi người xem. Mọi người sẽ tiến hành cắm điện nhé. Không biết nó có chạy hay chưa.
nhưng mình sẽ thử. Để chúng ta sẽ gõ vào dây tín hiệu và mình thử. Đây mình thử tín hiệu bằng tay lên một kênh đây. Đấy, vậy là một kênh đã chạy. Mà không biết chạy kênh cũ với kênh nào thì chúng ta, để cho chuẩn hơn thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bên này. Và mình sẽ chuyển, mình thử sang kênh này. Rồi, vậy tức là cả hai kênh đều đã chạy. Và kênh mình tắt đi. Vậy rốt cục lại là con này bị chết hai con sò. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay hai con sò này và mình sẽ lắp vào. Khi mà mọi người thử như vậy thì mọi người kẹp vào bật về nấc 10V AC đây. Và kẹp luôn vào cái đường công suất ra ở mé bên phải và mọi người gõ vào hai đường tín hiệu này. Nếu như cả hai kênh khi nhấp tay vào mà kim đồng hồ nhấc lên, mà khi thả tay ra kim đồng hồ tụt xuống là chắc chắn 100% thay sò là nó sẽ chạy. Và bây giờ mình sẽ thay sò. Và bây giờ để rút ngắn lại video thì mình đã ráp sẵn sò và mọi người có thể nhìn thấy thì bo này mình đã thay. Và con B688, con 84 và một kênh còn y nguyên. Lý do nó chết thì ban nãy mình đã nói rồi, mình đã xây một con chip to này. Đấy. Mình đã gắn sẵn điện, gắn sẵn loa. Đấy. Đây là một mắt loa vi tính 16cm và mình sẽ lấy nhạc từ XQX này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem đã hoạt động tốt chưa. Vâng, đã nói. Như vậy là đã hoạt động tốt và chúng ta đã tìm đúng bệnh. Vâng, video này xin chào quý vị và video này đến đây Quang Tị xin được dừng tại đây. Và rất mong được sự góp ý của các bạn cũng như sự đăng ký kênh để ủng hộ cho điện tử Quang Tị và tiện theo những các clip sau. Để tiện theo dõi nhất thì mong các bạn hãy ấn và đăng ký kênh nút màu đỏ bên dưới. Để bất kể khi nào Quang Tị đưa những sản phẩm mới và sửa những sản phẩm mới thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và cùng xây dựng để thành lập một ngày nào đấy chúng ta sẽ có thành công cao hơn. Vâng, thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.